Thì chị xin giới thiệu lại ha, là chị là Đăng Trang, em là tư vấn viên tại CIA Education, và hôm nay sẽ có chị là người hướng dẫn chính cho các bạn, và sau phần thuyết trình của chị sẽ là phần giải đáp thắc mắc của chị Duy Nguyễn để cung cấp thêm một cái thông tin chi tiết nhất cho các bạn ha. Rồi, trong quá trình này, cái đầu tiên thì chị sẽ hướng dẫn chung cho các bạn tất cả các quy trình tại Việt Nam và khi mà mình tại Hàn Quốc. Sau đó thì nếu mà có câu hỏi thắc mắc thì bạn sẽ đánh vào danh sách để tụi chị có thể lần lượt trả lời cho các bạn nha. Thì đầu tiên là cái thủ tục mà khi các bạn cần chuẩn bị để tại Việt Nam khi trước khi bay. Đầu tiên đó chính là việc xét nghiệm COVID. Thì hiện nay á, từ hai kỳ trước thì các bạn đã không cần phải xét nghiệm COVID trước. Thì nếu như trước đó là từ các bạn sẽ phải test PCR trong vòng 24 tiếng thì bây giờ hầu như là đã bỏ rồi ha, không cần phải và cái bước là xét nghiệm COVID nữa. Thứ hai, trong việc thứ hai chúng ta cần làm đó chính là đăng ký WeCode. Hiện cái đăng ký WeCode này chính là một cái yêu cầu bắt buộc đối với việc làm nhập cảnh Hàn Quốc. Thay vì chúng ta thường trước đó thì mình sẽ khai báo tại các quầy, thì bây giờ nó sẽ có cái đăng ký WeCode này đó để cho cái thủ tục nhập cảnh của mình có thuận lợi hơn. Thứ ba là đã chuẩn bị hành lý theo quy định, và cuối cùng chính là chiếc máy của mình ha. Thì chị sẽ đi vào từng phần để các bạn nắm rõ nha. Như chị nói ban đầu là xét nghiệm PCR hiện nay là chúng ta không cần nữa, nên là chị sẽ rút ra bớt cái phần xét nghiệm PCR này ha. Rồi, cái thứ hai các bạn cần làm chính là cái việc đăng ký WeCode. Thì ở đây thì chị đã có dẫn một cái link đăng ký WeCode cho các bạn. Chút xíu nữa thì sẽ nhờ chị Trúc gửi cho các em cái link drive để hướng dẫn các bạn đăng ký WeCode này ha. Thì cái thông tin trong WeCode này nó sẽ bao gồm những cái giấy tờ như là thông tin về cái vé máy bay nè. Đối với các bạn mà đã có vé máy bay rồi thì mình sẽ liên hệ chị tư vấn để lấy vé máy bay ha, để xem là cái số liệu chuyến bay nè. Các bạn mà chưa xin visa hoặc là đang cho các bạn xin visa thì sau đó khi mà chốt được ngày nhập cảnh với trường thì tụi chị sẽ số vé máy bay cho các bạn. Thứ hai là thông tin hộ chiếu. Thông tin hộ chiếu thì đầy đủ trên laptop các bạn có như là tên, tháng năm sinh, ngày cấp, hộ chiếu, ngày hết hạn. Rồi về thông tin về địa chỉ số điện thoại tại Hàn Quốc thì ở đây mình sẽ có cái trường hợp ví dụ như là các bạn có đăng ký ký túc xá thì các bạn sẽ liên hệ về cái cho chị tư vấn ha, để mình có được cái thông tin là địa chỉ ký túc xá này và địa chỉ của người quản lý ký túc xá, và mình sẽ điền trong cái phần địa chỉ tại Hàn Quốc ha. Còn các bạn mà cần các bạn mà chúng ta vẫn đang trong quá trình là tiền phòng trọ thì đăng ký WeCode này á, mình sẽ đăng ký trước tầm đâu đó tầm 3 ngày, chỉ là miễn sao là trước khi các bạn bay là được. Nên là bây giờ nếu mà vẫn còn trong quá trình là tiền phòng á, thì sau khi mà các bạn có địa chỉ phòng và số điện thoại của cái người chủ thuê phòng hoặc là người giữ phòng lại cho các bạn á, thì mình cũng sẽ nhập thông tin của người làm ha. Còn các bạn là đã có người thân, ví dụ có bạn bè ra rước hoặc là có người thân ở bên đó, thì mình có thể sử dụng tặng cái địa chỉ và cái số điện thoại của người thân tại Hàn luôn nha. Thì chị hướng dẫn cụ thể hơn là trong cái xíu nữa thì sẽ có hướng dẫn chi tiết cho các bạn ngay trên chính cái trang web luôn. Nhưng mà chị sẽ nói sơ qua về cái quy trình. Đầu tiên là các bạn sẽ đồng ý với cái điều khoản sử dụng của khi đăng ký WeCode này. Thứ hai là nhập địa chỉ mail ha. Các bạn chú ý là nhập cái địa chỉ mail mà các bạn thường xuyên sử dụng nhất. Rồi thứ ba là cái thông tin hộ chiếu. Thứ tư là thông tin nhập cảnh và lưu trú, này chính là cái thông tin về địa chỉ và số điện thoại tại Hàn Quốc ha. Thông tin xét nghiệm PCR thì ở trên web WeCode hiện tại á, nó cũng còn cái mục này nha các bạn, để dành cho các bạn cho những cái nước khác, nên là nếu mà mình không có thì mình cứ bỏ qua. Còn những trường hợp mà nó bắt buộc phải nhập á, thì các bạn có thể nhập cái hình bất kỳ nào của mình lên cũng được. Thứ sáu là tình trạng sức khỏe. Thì ở đây người ta sẽ cho mình những cái mục ví dụ như là có bị sốt trong bao nhiêu lâu hay không, rồi có nhận cảnh trong nước ngoài bao nhiêu lâu hay không á, thì các bạn cứ đánh là không ha, rồi theo cái tình trạng của mình. Và cuối cùng là phải xác nhận chính xác thông tin passport, tên hộ chiếu của mình nè.
số hiệu chuyến bay và sau đó mới xuất mã QR ra ha. Thì cái mã QR này á, các bạn tức là các bạn lưu file và cũng nên là sẽ chụp hình lại, tại vì tránh trường hợp á là ví dụ các bạn qua đến hàng rồi mà chưa kịp, mình chưa kịp bắt wifi hay là chưa bắt được mạng á, thì các bạn sẽ có cái hình này sẵn ha, mình để mình mở ra cho bên người ta kiểm tra. Cái phần vaccine này á thì trước đó các bạn đi kỳ tháng 10, tháng 9 á, thì vẫn còn sử dụng cái gọi là giấy xét nghiệm tiêm chủng COVID, nhưng mà bây giờ thì cũng không cần nữa nên là chị cũng sẽ bỏ qua cái phần này các bạn nha, và sẽ đến cái phần mà hầu như các bạn cũng quan tâm, đó chính là về hành lý, chuẩn bị hành lý tại Việt Nam như thế nào ha. Thì đầu tiên khi mà mới đây cho các bạn á, thì Zila sẽ đăng ký cho các bạn là có 10 kg hành lý xách tay và 2 hành lý ký gửi, mỗi kiện là không quá 23 kg. Mình nên là mang theo dạng là vali hết ha, mình nên đóng gói đồ ở trong vali hết, tránh cái việc là đóng trong thùng cắt tông, tại vì khi mà di chuyển ra sân bay á, đồ các bạn đem thường lúc nào cũng 2 cái vali rất là nhiều, rất là cần, nhưng mà các bạn lại đóng thùng cắt tông đó thì phải bưng nữa thì nó sẽ rất là mất tiện ha, nên là các bạn chúng ta nên sử dụng vali hết. Thì cái chuyện xách tay á, thường thường chị thấy là các bạn sẽ sử dụng cái vali size S, size nhỏ nhất á, để các bạn sử dụng cái đựng cái hành lý xách tay của mình. Và ngoài cái hành lý xách tay là cái hành lý xách tay ra á, thì các bạn có thể đưa cho mình là ví dụ như là cái ba lô hoặc là một cái túi xách nhỏ để đựng các giấy tờ quan trọng như là nè, cái loại cái khánh lam nè, passport, visa hoặc là cái những cái hình thẻ, những cái giấy tờ tùy thân của mình đó, để các bạn bảo quản cho nó tốt ha. Đến trường hợp là mình để ở trong cái hành lý xách tay á, thì tới lúc ra sân bay người bạn lại phải mở cái hành lý ra thì nó rất là bất tiện. Rồi các bạn cứ ứng những cái giấy tờ mang theo ở đây, như chị mới nãy chị có nói ha, là sẽ có là mang theo giấy khác nhau. Thường bên này khi mà trả hồ sơ cho các bạn thì sẽ gửi lại hết những cái giấy khám này cho các bạn nè, passport ha, passport là nhớ lúc nào cũng phải giữ kỹ nè. Visa thì visa các bạn in thêm tầm 2 tờ gì đó mình để vào trong túi luôn ha. Và hình thẻ này thì khi các bạn ra bên hàng hoặc là các anh chị trước có hay nói là chụp hình thẻ Hàn Quốc đẹp lắm, nhưng mà các bạn quay vậy đâu có đi chụp hình thẻ liền được đâu, nên là mình sẽ dự phòng trước một vài cái ảnh ảnh thẻ ha, để trường hợp mà cần thiết thì mình sẽ đưa. Rồi khi mà trả hồ sơ cho các bạn á, là sẽ bao gồm các bằng cấp cấp những cái giấy tờ gốc của mình đó, thì các bạn sẽ để nhà ha, mình không cần theo, để mà khi các bạn học xong tiếng mà lên chuyên ngành á, thì các bạn sẽ liên hệ lại với trung tâm để các bạn gửi cái bằng cấp cấp này khi mình cần tự xử lý hồ sơ cho các bạn nhớ ha. Bằng cấp cấp thì mình sẽ không cần phải làm xem hàng ha. Thì trường hợp là có một số trường nó sẽ yêu cầu các bạn cầm hồ sơ gốc mà cái hồ sơ được trường á, thì lúc này thì mỗi bạn tùy vào cái yêu cầu của từng trường thì các chị tư vấn sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ phần này ha. Rồi khi chuẩn bị hành lý, cái phần này thì chắc chị nghĩ là các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi ha, nên là nếu mà bạn nào có câu hỏi thì tụi mình hãy chuẩn bị câu hỏi trước một phút này ha. Thì các sản phẩm các bạn lưu ý là các sản phẩm từ thịt heo như là pate này, xúc xích, xà bông, mì gói, có cái gói thịt khô hoặc là mấy cái gói mì mà có thịt thật ở trong ấy, các bạn cũng lưu ý là mình sẽ không được đem sang hàng ha. Vì hiện tại á, sau có nhiều đối tượng lợi dụng cái việc là mang hành lý du lịch này để vận chuyển cái chiếc tấm ấy, thì người ta đã bắt đầu kiểm tra hành lý nó gắt gao hơn, nên là các bạn chú ý là mình tuyệt đối không mang những cái sản phẩm từ thịt heo này, để tránh cái việc là khi các bạn đi qua cái cổng soát mà nó bị có vấn đề gì đó thì lại phải xui hành lý ra rồi lại lấy ra nữa thì rất là mất thời gian ha. Hiện nay thì qua hàng các chị thấy là các bạn có thể mua trực tiếp ở bên hàng, với lại là nhờ thật xếp nước ta hiện nay nó cũng rất là thông dụng rồi, nên là mình cũng chú ý là mình sẽ mang những cái đồ thật sự cần thiết hơn nha. Rồi hoặc là các loại trái cây tươi, thịt các loại và các loại thực phẩm có mùi, ví dụ như bên mình là thích ăn gì cá khô, rồi qua đó sợ ra không được cái đem một bịch cá khô qua
là hạt mắm, bạn nào ghiền mắm quá xong rồi đem ra là thế là sẽ bị giữ lại ở ngay cái con mặt kiểm tra hồ sơ đó, mình kiểm tra hành lý của mình ha. Một điểm mà các bạn cần lưu ý đến nữa là về cái ổ cắm điện tại Hàn Quốc. Thì đồ điện tử các bạn á, khi mà các bạn đem qua như là điện thoại, laptop á, thì các bạn nhớ là nếu có đem qua thì sẽ không để trong hành lý ký gửi nha, mà phải để vào hành lý xách tay. Các bạn có thể để vào vali, cục sạc này nọ thì các bạn có nhỏ nhỏ thì bạn có thể cái túi nhỏ của mình. Thì ở sang Hàn thì người ta sẽ không cái không có sử dụng cái ổ cắm mà hai cháu như mình đâu, mà người ta sẽ xài cái ba cháu. Nên là các bạn chú ý là mình có thể chuẩn bị trước các cái cắm chuyển đổi ổ điện. Và đây ở đây ở trên màn hình đó thì chỉ có thì cho biết tụi em ha. Cái đầu tiên là cái ổ cắm ở Hàn Quốc nó sẽ là cái ổ ba cắm gì, thì mình sẽ mua một cái ổ chuyển đổi để sang đó nếu mà trường cái laptop này nó của mình xài sử dụng nó cũng sẽ an toàn hơn. Còn bạn nào mà chưa mua được nữa thì chị thấy là ở trong đây các bạn hay nói là ở trong Daiso á, Daiso có hầu như là nó sẽ có hết những cái chuyển đổi này, nên là các bạn nên chuẩn bị trước ha. Rồi một cái mà các bạn nữ khá là quan tâm là việc mà mang cái chất lỏng như là đồ skin care của mình đó, thì các bạn chú ý ha, là các bạn có thấy cái chữ skin me chưa ạ? Bạn nào có vậy thì mình chụp màn hình hoặc là các bạn scan trực tiếp ở trên đó nha. Thì ở đây là các quy định với việc là mang chất lỏng hoặc là những cái gel, những cái serum đồ của mình đó. Thì ở trên này người ta sẽ quy định ví dụ như là chất lỏng của các bạn á, các bạn phải chiết ra các bình, ví dụ như là được mang theo những cái bình chứa ít nhất ít hơn 100 ml. Và các bạn chú ý là mình sẽ đựng ở trong những cái bình nhựa ha, chiếc bình nhựa, tuyệt đối là không mang những cái bình thủy tinh ha, để tránh trường hợp đổ vỡ khi mà bị bể trong quá trình quản lý của mình được đưa vào ấy. Thì ví dụ như ở trong cái phần bình chứa thì người ta có quy định đó là cái bình chứa phải ít hơn 100 ml cho một thứ nhựa trong suốt. Thì tất cả các bình chứa tổng cộng tất cả các dung dịch các bạn được mang theo đó là phải dưới 1 lít mỗi hành khách ha. Và cái kích thước ở trong những cái sao nhựa, những cái bình nhựa thì ở trong này người ta cũng sẽ có quy định luôn là tầm 1 lít đó thì các bạn chỉ nó sẽ có đầy đủ cái kích thước như là chiều cao với lại chiều rộng các bạn luôn. Nên là các bạn nữ khi mà mình mang những cái skin care của mình đó, mình chú ý cái phần này giúp chị ha, để không là tự nhiên qua ra đó xong rồi lại phải khui ra hết rồi thì khui lại còn bị phạt nữa, nó không có hay ha. Và tiếp theo là cái phần chuẩn bị tiền mặt khi mà các bạn sang Hàn, do là mình vừa mới qua nên sau 1 tháng các bạn mới được cấp cái thẻ người nước ngoài và mở sổ tài khoản ở bên đó để sử dụng bên đó. Thì tự nhiên mình lưu ý là mình không được mang tiền mặt quá 5.000 đô, thì tốt nhất các bạn nên đổi qua tiền won luôn để không cần, cũng có thể mang đô nhưng mà để tiện hơn cho các bạn đó, khi ra đi ra đưa ra một cái là mình có để mình sử dụng liền đó, nó sẽ thuận tiện hơn. Với lại là có một số trường đó là các bạn sẽ đóng cái thức sáng sau khi các bạn nhập cảnh, thì các bạn sẽ mang theo đủ cái số tiền mà các bạn đóng cái thức sáng và sinh hoạt ăn uống với chị một tháng ha. Thì đối với tiền mặt á, các bạn mà muốn đổi tiền á thì ở đây thì chị có đề cập cho các bạn là 2 cái địa điểm đổi tiền, mà các bạn hay đi đổi á, thì các bạn có thể liên hệ hoặc là bạn nào biết ở địa phương mình có đổi tiền trước á thì các bạn nên chuẩn bị đổi tiền trước ha. Hoặc là nhiều bạn á sẽ thắc mắc là cái việc mà tụi em sử dụng những cái thẻ thanh toán quốc tế nó có được hay không, thì theo chị hiểu thì các bạn vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà nhớ là do là mình sẽ bị trả phí rất là cao, những cái thẻ visa của mình đó các bạn sẽ bị trả phí rất là cao, nên là nếu mà bạn nào thấy trong trường hợp cấp bách hoặc là
chưa kịp rửa tiền hoặc là bắt buộc phải sử dụng đó, thì các bạn có thể sử dụng, nhưng mà nhớ là đừng bớt hết hồn về cái việc là không biết tại sao mình sẽ bị nhiều quá nha. Rồi, và cuối cùng á, nó kết hợp cuối cùng tại Việt Nam ha, là check in cái chuyến bay. Thì hầu hết cái chuyến bay bên chị Sila đặt cho các em á là sẽ từ 23 giờ đến 0 giờ. Mình sẽ bay đêm để mình nhập cảnh sớm nhất là sáng hôm sau. Nên là các bạn chú ý mình sẽ làm thủ tục check in trước đó tầm 4 tiếng. Nên là các bạn sẽ có mặt tại sân bay để làm thủ tục check in lúc 8:30. Thì trong 8:30 này khi các bạn vào á thì mình sẽ vào để ký check in gửi cái hành lý trước ha, và cầm cái hành lý xách tay ra. Thì trong lúc này người ta sẽ cân cái hành lý ký gửi của mình thành cái xách tay của mình luôn, nên là nếu như mà có bị trả lại bị lô ra cái gì đó thì các bạn chú ý ha, làm nói chung là hạn chế mức tối đa là mang những cái mang quá cân nặng mà mình phải cho kịp trong quá trình check in này nó để được thuận lợi hơn nha. Thì các bạn có mặt tại check in là tầm 10:30, có thể là tầm tới 10 check in là 8:30, và tầm khoảng 10 sau đó thì các bạn ra để tầm hành lý taxi ra để nói chuyện với phụ huynh hay là gặp với bạn bè gì đó. Sau đó thì tầm 10:30 thì các bạn có thể bắt đầu quay vào để thiện hải quan luôn nha. Cái thời gian chuyến bay này các bạn nhớ mình lưu ý giúp chị ha. Rồi, vậy thì cái sau khi mà các bạn sẽ đi chuyến bay định nhân sau và mình lên máy bay á, thì trong quá trình mà thì cái quá trình nhập cảnh tại nước đó nó sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên á, là trong suốt chuyến bay đến một cái khoảng thời gian đó thì cái tiếp viên không người ta sẽ cho mình khai báo thông tin trên giấy ha, nên là trong cái túi đựng giấy tờ của mình á, các bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình cái cây viết đi, cái cây viết để trong lúc mà người ta cho mình khai báo thông tin á thì mình có thể sử dụng được. Thứ hai là sẽ kiểm tra lại xem thông tin duy tốt của mình đã có chưa, mở sẵn ra ha. Sau khi mà xuống ra khỏi cổng thì người ta sẽ có cái view code này để cho các bạn ra và làm thủ tục nhận hành lý và ra ngoài cổng. Thì tùy vào cái cổng mà các bạn đi ra, thì khi mà các bạn trao đổi với cái người mà đưa đón các bạn á, thì các bạn sẽ ra cái cổng mà bên họ yêu cầu ha, để mình hoặc là các bạn tự đi thì các bạn cũng chú ý là sợ trước cái cách mà mình đi di chuyển trong cái quá trình xem chuyến sáng hoặc là chuyến như thế nào. Chút xíu mình sẽ hướng dẫn cái phần cho em ha. Rồi về cái khai báo thông tin thì tờ khai thông tin nhập cảnh ở hải quan sẽ được các chị tiếp viên hàng không phát cho các em ngay trên máy bay luôn, và nhớ là điền đầy đủ cái thông tin khi nhận được form để tiết kiệm thời gian, và các bạn sẽ viết ngay trên khi mà các bạn còn ở trên máy bay luôn ha, đừng để cái xuống tới nơi rồi thì mới lật lật đi viết á, thì nó sẽ rất là cập rập cho các bạn nhé. Là cố gắng là mình sẽ điền trước cái form này để tiết kiệm thời gian ha, hay là sẽ truyền quy code cho nhân viên sân bay và đợi người ta kiểm tra những cái thông tin mà mình vừa nhập. Và cuối cùng là nhớ là sẽ lấy cái hành lý, nhiều bạn vui quá ra tới hàng đồ vui quá xong sẽ đào ra cửa mà không quay lại không thấy hai cái hành lý ký gửi của mình đâu, thì nhớ nha là phải để lấy hành lý ký gửi của mình và làm xong tất cả cái thủ tục tại sân bay rồi mới đi ra ha. Và cái passport với những giấy tờ tùy thân là luôn luôn phải nằm ngay sát bên người mình, đặc biệt là tiền nếu mà các bạn đem tiền mặt trong người ha. Rồi về cái việc là di chuyển đến nơi ở thì ở đây á, nó sẽ có là đối với cái khu vực như là intern nè, mình sẽ đi intern Seoul á, thì có thể book cái dịch vụ pick up. Thì ở đây á, hoặc là nếu mà trường có cái dịch vụ đưa đón cho các bạn rồi á thì không sao. Còn cái việc mà nếu các bạn có muốn trải nghiệm thử đó, mình có thể tự đi bằng taxi hoặc là xe bus từ sân bay cho đến cái địa điểm mà mình trú ha. Thì ở đây chỉ có cái lưu ý về cái di chuyển bằng xe bus hoặc là cái thời tiết.
Khi các bạn gần ở sân bay á, hiện tại thì ga Vietjet sẽ có ga Premium, còn Vietjet sẽ có ga Tiên Sơn cho các bạn ha. Rồi, về việc di chuyển đến nơi ở thì hầu như các bạn đều quan tâm đúng không nào? Thì sẽ có một số trường á, người ta sẽ có cái dịch vụ, người ta sẽ đặt cái dịch vụ đưa đón học sinh này ngay tại sân bay luôn. Thì nếu trường nào có, cái chị tư vấn sẽ đều thông báo cho các bạn hết. Và mình sẽ đóng phí cho cái người mà đến đón mình đó, khi mà mình di chuyển từ sân bay đến ký túc xá, thì mình sẽ đóng tiền cho bên trường. Cái trường hợp thứ hai á là nếu cái trường không có cái dịch vụ này thì bên trung tâm cũng sẽ có hỗ trợ các bạn là liên hệ với các dịch vụ cấp tại Hàn Quốc, tại sân bay Hàn Quốc, để các bạn có thể liên hệ trực tiếp từ sân bay, liên hệ trực tiếp để đưa đón các bạn từ sân bay cho đến địa điểm mà các bạn cư trú luôn. Nên là Zila sẽ có những cái thông tin về cái việc là dịch vụ cấp này cho các bạn, và cuối thì các bạn cũng sẽ do các bạn chủ động đánh giúp mình dịch vụ ha, mình chỉ sẽ hướng dẫn các bạn thôi. Và cuối cùng đó là việc xét nghiệm PCR. Thì mới nãy á, như chị nói là tại Việt Nam thì mình sẽ không cần phải xét nghiệm PCR, nhưng mà khi mà các bạn sang Hàn Quốc á, đã như có sẽ có trường yêu cầu các bạn xét nghiệm tại các trung tâm y tế hoặc là thực hiện cách ly từ 1 đến 3 ngày gì đó, để đảm bảo sức khỏe cho các bạn trong thời gian cách ly, trong thời gian mà học tập. Là đúng như hồi trước đó thì sẽ có trường in xe nè, các bạn qua đó sẽ thì thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn đi đến cái trung tâm đó xét nghiệm và là cái túc xá để cách ly. Thì cái này thông tin chi tiết của từng trường á thì bên chị trước trước khi mà mình báo với thời gian nhập cảnh của các bạn á, thì trường cũng sẽ nhắn luôn nếu mà cần xét nghiệm PCR thì các bạn, hoặc là sẽ có cái hướng dẫn sau khi mà các bạn cảnh sang hàng ha. Thì hiện nay Sila sẽ có hỗ trợ cho các bạn cái dịch vụ mua sim trước khi mà mình sang hàng, và sau khi tụi em sang á tụi em sẽ kích hoạt thôi. Thì cái chương trình này chị sẽ chút xíu nữa chị sẽ trực tiếp gửi vào trong Zalo cho tụi em để tụi em đăng ký, và sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho tụi em khi kích hoạt sim sang hàng ha. Thế là tụi em phải làm. Chào các bạn nha. Thì bây giờ thì chị sẽ giải đáp những cái câu hỏi mà bạn nào có cái thắc mắc nào, có lời hỏi thì chị có thể là hướng dẫn lại không? Bạn Quyền có hỏi là hành lý hai chuyện cộng lại là 46, ví dụ như đang chia ra 20, 26 được không? Tại em có một cái vali nhỏ, một cái bộ. Cái này á là theo chuẩn quốc tế bây giờ là không nha. Mình được mỗi chuyện là 23 kg đúng không? Thì còn lại là 46 kg. Hồi xưa thì chia ra như vậy được, nhưng mà bây giờ bắt buộc là không có được mỗi chuyện không được 23 kg. Cho nên đó là cái chuyện mà 20 kg em chỉ được tới cái vali mà em chỉ chứa được 20 kg á, thì em ráng xem nhét được thêm đủ 23 kg, còn không thì chỉ để đủ 23 kg đó thôi, 20 kg đó thôi. Còn cái chuyện 26 kg á, tuy là em nhét được từ 26 hoặc là 27, 30 kg không còn biết, nhưng mà em phải lấy ra chỉ còn 23 kg thôi đó, chứ nó không có cho mình là cộng lại 46 rồi chia ra 20, 26 vậy đó. Mỹ phẩm thì các chất lỏng mình phong kín lại rồi bỏ vô vali hay xách tay được chị? Cái sản phẩm mấy cái dùng một chất lỏng hả? Chất lỏng nếu mà em để kín với nhà thì hồi nãy nó có một cái phần mà đổ hướng dẫn mà các chất lỏng á để mà mang theo như thế nào á, thì em scan cái đó để cho mình coi thông tin trong đó nha. Nhưng mà thường có mấy cái này thì em có thể tự ở trong cái gửi đồ, nhưng mà phải nó có cái điều kiện mà quy định, thì em vô đó em xem lại cái điều kiện của để cho cái gửi như thế nào nha. Về về phần chất lỏng không, nói chung là về phần chất lỏng nó, các bạn chú ý là mình phải để toàn bộ vào trong những cái bình chứa, những cái bình chiết bằng nhựa hết, nên không có kiểu như mình được có những cái túi xách cái gì hết nha. Và các bạn sử dụng để trong vali, tốt nhất các bạn nên để trong hành lý xách tay để cho nó tránh đo đạc. Các bạn để mình lấy cái gửi cũng được, nhưng mà chị sợ là trong cái thì nó bị gì quăng hay là nó bị đè nén gì đó, thì những cái nhiều khi cái nhựa đó nó cũng sẽ bị, những cái bò sẽ cũng mà nó cũng sẽ có thể bị mất, hoặc là nó sẽ bị cái chất lỏng ra ngoài á, nên là
cho bạn chú ý này ha. Chị sẽ nói về cái việc là thẻ ngân hàng ở bên hàng để vốn được chuyển tiền qua. Rồi thì các bạn đều quan tâm cái việc là bạn được chuyển tiền sang như thế nào không? Thì sau thời gian sau khi mà có cái thẻ người nước ngoài, các bạn có thể mở tài khoản ngân hàng tại Quốc, và sau đó ba mẹ các bạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản đó với cái nội dung là chi phí sinh hoạt cho các bạn ha. Thì chuyển tiền á, giống như là khi mà mình đóng học phí vậy đó, các bạn chuyển tiền từ Việt Nam sang Hàn Quốc á, thì để thuận tiện nhất các bạn nên để ba mẹ ra những cái ngân hàng Việt Nam hoặc là UB, những cái ngân hàng Hàn Quốc á, để chuyển cho các bạn nhanh chóng hơn. Hoặc trường hợp không thể ra những cái ngân hàng này thì các bạn nhớ hỏi để người ta ra cái ngân hàng, những cái ngân hàng Việt Nam á, thì mình giống như là mình cũng phải làm mua cái gọi là trị giá, mua tiền tệ, mua ngoại tệ để mình chuyển sang cho các bạn ha. Là các bạn nhớ là cái lần ngân hàng để làm chuyển tiền nữa, chú ý với là mẹ như vậy ha. Các ơi, nếu mà thuốc á mà em cần những cái thuốc đó mà em để điều trị cho bệnh của em hồi trước giờ em mang theo á, thì phải có tờ đoan ba đơn thuốc của bác sĩ cho em của em nha, thì mình mới được mang theo điều theo cái đó. Còn nếu không á, thì em cũng thuốc mà ví dụ như mang để dự phòng hò thì thôi á, thì em mang ít thôi, với lại là những cái đơn giản thôi, và mình có thể là để trong cái rủi hoặc là sách tay cũng được. Còn nếu mà em mang nhiều á, thì phải có đơn thuốc của bác sĩ nên em được mang nhiều, tại vì như là mình có bệnh gì mình cần phải sử dụng thuốc đó thì mình phải có đơn bác sĩ nha, chứ không là họ sẽ nghi ngờ á. Điện thoại thì thế này á, nó cũng sẽ có nhiều cái trường hợp. Thường thì thấy là qua đó thì điện thoại đó là xài cái nào cũng được, nhưng mà chỉ là sim của bên Hàn Quốc á, nó hơi kém một số cái điện thoại của bên Trung Quốc sản xuất, giống như là Oppo này. Thì chị thấy mấy cái trường hợp mấy cái điện thoại của hãng của các bạn nó xài á, thì phản hồi là gắn cái sim của Hàn Quốc vô á, thì nó không có sử dụng được đó, cho nên là các bạn lưu ý cái này giùm chị ha. Chứ chị cũng không chắc chắn là cái điện thoại nào sẽ được và không được, tại vì cái đó là bên hàng sản xuất rồi. Chỉ có cái là một số trường hợp chúng ta chị thấy á, có nhiều là một số bạn sử dụng với cái hãng của Oppo á, thì không có gắn một số cái thì gắn vô nó không có nhận sim. Thì nếu mà để chắc chắn thì em có thể là mua sim ở Việt Nam trước, rồi mình mà không đâu test được ở Việt Nam mình cũng không có test được, còn phải nói chung là phải qua bên đó tụi em mới chắc chắn được mình có sử dụng sim được hay không ha. Nên là đây là trường hợp gọi là bất khả kháng rồi, nên mình cũng không thể nên dự phòng trước được, không biết được điện thoại mình có sử dụng được đó hay không. Bạn có phải quốc tế không? Chị đó có hỏi là chị ơi, bảo hiểm thì qua bản mình mới làm hay là làm ở bên đây luôn? Nếu làm thì hãng nào tốt nhất? Với cả nếu có visa thì bay nước nào là phù hợp á? Còn về bảo hiểm đó nha, thì mỗi trường khi mà tụi em nhận được cái invoice á, thì có trường á, họ sẽ đặt theo cái bảo hiểm của kiểu là cái công ty bảo hiểm đó có liên kết với lại trường, cho nên là cái trường đó họ sẽ thu tiền của em luôn, và họ sẽ mua bảo hiểm cho em theo cái công ty mà bên trường liên kết. Còn những trường đó mà chưa có cái đóng bảo hiểm trên cái invoice á, thì các em qua đó họ bên trường cũng sẽ hướng dẫn là mình đóng tiền để mua bảo hiểm theo cái công ty của liên kết tại trường luôn, chứ hiếm khi nào mà có trường thì để tự em mua lắm. Thường nếu có thì có công ty, chị thấy là trường đại học Quốc, đại học ở Gia Su này, trong C này, thì em phải mua bảo hiểm ở tại Việt Nam luôn, thì đó là mình có thể lựa chọn được. Còn các trường khác là hầu như là mình sẽ qua bên trường, rồi trường sẽ hướng dẫn mua bảo hiểm theo cái công ty của bên trường họ liên kết, cho nên là tụi em sẽ thấy là cái bảo hiểm của mỗi bạn mỗi trường nó sẽ khác nhau á, chứ nó cũng không giống nhau. Có trường thì 60.000 won 6 tháng, có trường thì 100.000 won 6 tháng đó. Thì tùy vào cái công ty liên kết tại trường chúng mình cũng không có biết được ha. Còn trừ khi nào mà trường kêu tụi em phải mua trước khi qua Việt Nam á, thì đó mình lên trên web thì có thể là chọn mua trước khi qua luôn. Nếu có visa thì bay lúc nào hợp, cái lệnh bay này á nó cũng sẽ phụ thuộc vào của trường,
họ sẽ cho cái lịch bay khác nhau, cho nên là trung tâm sẽ xác nhận lại với bên trường, sau đó thì mới đặt vé cho các bạn. Cho nên là các bạn mà muốn bay chung với nhau mà họ khác nhau muốn bay chung với nhau thì nó sẽ khó, làm khó cho bên trung tâm và cũng là bên trường nha, tại vì cái lịch khai giảng và lịch học và lịch test nữa mỗi trường nó sẽ khác nhau, không có giống nhau hết. Thành ra là khi nào mà bên trung tâm xác nhận được với cái lịch bay của bên trường và bên trường đồng ý cho các em á, thì trung tâm sẽ báo và đặt vé cho các bạn. Tại vì cái việc mà bay sớm hay bay trễ nó sẽ ảnh hưởng tới cái visa sau này của tụi em. Visa của em học tiếng đúng không, là cứ 6 tháng sẽ cấp một lần, và cái lịch học của mỗi trường nó sẽ không có định sẵn hết rồi, cho nên cái giấy báo lịch học khi mà họ trường họ sẽ có phục á. Nên là nếu mà em qua sớm quá thì cái kiểu là chưa hết cái học kỳ, hai học kỳ đi mà em hết visa rồi, bắt buộc phải đi xin visa ra hạn ra, mà lúc đó cái chương trình học của em chưa hết mà đi ra đi ra hạn visa thì cũng khó cho bên trường và bên cục người ta không có chấp nhận. Cho nên là cái lịch bay này thì tụi em phải theo cái hướng dẫn của bên trung tâm cũng như là bên trường nha. Tại vì nhiều bạn cũng hỏi là chị ơi em bay chung với bạn này được không, em bay chung với bạn kia được không, cái này chị đâu không có lẽ là chắc chắn được. Tại vì ví dụ như là các trường đó cho bay cùng ngày như vậy thì trung tâm sẽ mới đặt chung được, chứ tụi chị cũng muốn cho tụi em bay chung một lần hết á, kiểu là đi đông vui với lại đó cũng sẽ hỗ trợ được với nhau, nhưng mà cái này mình không có thể nào mà làm như thế được, tại vì mỗi trường nó sẽ khác nhau, cho nên cái này tụi em cũng không nhắc nha, lưu ý cho tụi em nữa. Tại vì bây giờ đang là cái thời gian nhạy cảm ở bên nhạc cảnh của Hàn Quốc, tại vì do tụi em đọc trên thông tin đó thì tụi em cũng đã biết rồi đó, là cái việc mà nhập cư hoặc là qua với mục đích khác rất là nhiều, thành ra là bên Hàn Quốc họ đang siết chặt cái vấn đề là nhập cảnh của người Việt Nam mình, cho nên là giữ cái nào đáng mang theo là được cho phép mang theo thì em mang, còn cái nào mà không đáng đó thì mình nên hạn chế để tránh ảnh hưởng cái việc rắc rối khi mà nhập cảnh nha. Vì nếu mà tụi em không được nhập cảnh mà tụi em ở ngay sân bay đó là về cái không được mà qua không được đó là nó rất là phiền. Hãy nhờ tới đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để hỗ trợ đó, chứ không có đơn giản như là mình nghĩ. Và tại vì ở bên Hàn Quốc thì người ta cũng có thuốc mà, cho nên là tụi em qua đó thì mang một chút để phòng hờ trong trên đường đi hay gì đó, coi trong ví dụ như là trong một tháng xài ban đầu thế nào cần thiết đó. Còn qua đó thì họ bên đó cũng có chứ cũng không phải là không có. Với lại là nếu mà tụi em biết chỗ mua thì đó cũng sẽ rẻ thôi, chứ nó cũng không có đến nỗi mắc. Do mình nó có hay có suy nghĩ là mua cái tiền hàng lấy tiền hàng đổi ra tiền Việt thì mình thấy ở hồi tiền hàng sau còn mấy trăm ngàn tiền Việt đó, mình mua có mấy chục ngàn chẳng hạn, nhưng mà trên thực tế là em thấy cái đồng won nó đã cao hơn cái tiền Việt của mình rồi, và khi mà mình ở bên hàng thì mình phải tính so theo cái mặt bằng chung là tiền hàng cái đồ hàng thì là nó của mình, nếu mà mình so lại tiền Việt chắc chắn là mình sẽ thấy nó đắt bỏ đó. Cho nên là mình không bỏ một cái phần suy nghĩ đó ra một xíu nha, mình sẽ cảm thấy nó rõ hơn cho mình. Rồi thì thời gian đầu mang theo thì những cái nào mà cần thiết nhất thì mang thôi, tại vì ở bên Hàn Quốc nó sẽ có rồi. Với lại là các bạn mà nếu mình có thể biết cơ địa của mình có gì ứng với mức tiền của thuốc nào á, hoặc là những cái đồ ăn, những cái uống nào mà dị ứng á, các bạn nên mình có chuẩn bị thì mình sẽ chuẩn bị những cái dị ứng theo luôn nha, đừng nghe quá nhiều, mình tránh trường hợp mà trang nó bị có vấn đề. Rồi chị có một cái lưu ý thêm về cái phần mà thẻ người nước ngoài như hồi nãy á, thì làm thẻ người nước ngoài nó sẽ có cái lợi cho tụi em nè. Nhất á là đối với những bạn mà làm ở sổ đóng băng đúng không, thì nó sẽ dựa vào cái thời hạn tụi em có thẻ ở nước ngoài sau 6 tháng thì sẽ được giải ngân 5.000 đô trước, rồi sau đó thì đủ 12 tháng sẽ 5.000 còn lại, thì nó sẽ dựa vào cái thời hạn ở trên cái thẻ người nước ngoài của em á. Và tụi em khi mà làm xong cái thẻ đó thì tụi em sẽ chụp và gửi mail cho bên ngân hàng để họ làm thủ tục giải ngân cho tụi em sau 6 tháng. Rồi cái trường hợp thứ hai á là cái visa tụi em thấy nhận được cái tờ giấy visa đó đúng không, thì nó ghi là thời hạn visa là phải đi á, là trong vòng 3 tháng đó, nhưng mà khi mà tụi em nhập cảnh qua cái là cái visa nó không còn giá trị nữa rồi, được sử dụng rồi, thành ra là sau này khi tụi em muốn về Việt Nam chơi hay gì đó là mình sẽ dựa vào cái thẻ nước ngoài đó để người ta cho em nhập cảnh.
Cho nên là mình qua đó, nếu mà mình hỏi trường này nọ để mình làm thẻ nước ngoài sớm càng tốt, thì sau này khi mà em tụi em muốn về Việt Nam chơi á, mình chỉ cần cầm cái thẻ nước ngoài đó thôi. Nhưng mà lưu ý là mình phải coi mình đi về Việt Nam chơi trong thời gian cái thẻ đó còn thời gian còn hạn visa nha. Ví dụ như là mình hạn visa của mình tới tháng 6 hết hạn đi, thì mình về trong vòng tháng 5 mình qua lại trước tháng 6 thì ok. Còn ví dụ như là mình nhắm mình về chơi hôm tháng 6 mình mới qua lại, thì tụi em nên gia hạn tiếp visa, nên đợi gia hạn visa tiếp rồi hãy về. Chứ nếu mà về đây á mà chưa qua lại mà cái visa, cái thẻ nước ngoài của mình nó đã hết hạn rồi á, là coi như là cũng bỏ học luôn, là tụi em phải xin visa lại từ đầu ở Việt Nam. Mà em biết xin visa của giờ rồi rất là khó khăn nha. Cho nên là các bạn cũng lưu ý, nếu mà khi muốn về Việt Nam chơi thì kiểm tra cái visa trên thẻ nước ngoài của mình còn hay không thì mới về, hoặc là về qua trước khi cái hạn đó nó hết. Do đó ủa nghe nhiều mấy em chúng ta bán lại cho các bạn hả? Do đó thì các em nhớ là giống như chị mới là chị có nói á, là sẽ có quy định cho từng cái chai dung dịch ha, cái chai nước võng, nên là em thấy là mình có thể chiết ra thành những cái chai đó. Tại vì do đó hiện tại chị thấy là hầu như đều toàn là chai cái tinh hết, còn cái tinh dày ha. Nhưng mà thực ra dù là dày cho nổi tiếng cũng không mấy nhà cho em phải dùng thêm chai nữa. Và nhớ là mỗi người chỉ phải cần một lít chất lỏng thôi. Là hãy mình xem là mình mang những cái mà cực thiết nhất của mình thôi nha. Nên lúc tư với được mà phải một hai chai không ăn ít hơn nha. Rồi lại là cơm cháy trà bông. Cơm cháy trà bông không ăn thiết được. Trà bông là sản phẩm từ thịt rồi nên mình không được ăn nha. Nhiều bạn các chị cũng sợ là ăn không quen hay là gì đó, nhưng mà mình cố gắng thời gian nào là quen dần ha, thì mình xem phải tập được quen thôi. Thì bên đó thì thấy là cũng có nhiều, cũng có siêu thị, với lại cũng có một số chỗ người ta lấy đồ của Việt Nam á, thì em qua đó có thể là biết thăm xem là chỗ nào rồi xong rồi mình thích, mình thèm quá thì mình qua đó mua hẳn ha. Về việc làm thẻ đi tàu KTX thì thường là các bạn sẽ có cái thẻ đi ngoài, xong rồi các bạn đăng ký á, nó sẽ dễ hơn. Rồi qua đó ví dụ như là nếu mà chưa làm thẻ của nước ngoài hay mua cái thẻ như người du lịch thôi thì sử dụng nó đắt hơn, nó được sử dụng nó không tiện. Và khi em có thẻ của nước ngoài em đăng ký mua cái thẻ đó thì nó sẽ rẻ hơn, thì một chuyến thì thường cái là tầm khoảng nửa tháng ba bốn ngàn won á. Mua cái thẻ đó thì cứ tầm một ngàn. À, về cái việc ăn uống ở ký túc xá thì hầu như các bạn ở ký túc xá là sẽ có ăn tại trường ha, ăn tại công ty của trường và công ty ký túc xá. Còn tự nấu ăn á thì thường các bạn chỉ thấy là trong ký túc xá thì sẽ không có ăn đâu, hoặc là sẽ có một cái giúp trình với các bạn thôi. Nên là các bạn cứ thấy cái quy định của trường như thế nào á thì sẽ làm theo như vậy ha. Đúng rồi, em sẽ xếp theo danh sách từ trên xuống dưới chứ mình không có lựa chọn được không? Nên là cái này thì hên xui. Em ở trong giới người nước ngoài hay người Việt Nam là do bên trường quy định, quyết định chứ mình cũng không quyết định được. Tại vì ví dụ như danh sách các bạn đăng ký từ trên xuống dưới thì họ xếp ví dụ như khoảng 20 kiểu vậy. Thì tới lượt em chung với bạn nào thì gọi xuống cái bạn đó. Trang sức và đồ điện tử. Đồ điện tử như chị nói với nãy đó là theo tốt sao có thể để trong hành lý sách tay có bị cắm không? Không không ha. Những cái này mình không bị cắm, các bạn nhớ là mình sẽ để vào cái hành lý sách tay á, không để cho là mình đeo trên người cũng được, nhưng mà vô cái quầy hải quan khi bị người ta kiểm tra để cho mình vô một chỗ thì em sẽ phải tháo ra hết để đi qua cái máy quét. Đó thì mình tháo ra xong mình nhận lại, mình đeo cầm trên tay đi, nó sử dụng. Còn cái đó là đồ điện tử
cho nên là mình sẽ mang ra ngoài lấy sách tay. Còn trang sức hơn thì mình đem thành cái sách tay cho mình bỏ trong cái gửi rồi mất thằng lấy cái gửi rồi mất luôn cái đó sao? Cái tiền nữa à, tiền đó thì tụi em nhớ là đổi mang theo không quá 10 triệu won. Mà thường thì thấy là các bạn mang theo cỡ 5 triệu won là cùng thì mang số lượng ít đó thôi. Và đặc biệt đó thì nếu được đó, thì tụi em chia ra hai sắp, ví dụ một sắp mình bỏ trong ở ngăn này, một sắp mình bỏ riêng đó. Còn kiểu là khi ra sân bay, tới sân bay thì cũng không có sử dụng gì tới tiền, cho nên là cũng có móc ra cho nhiều để hải quan người ta thấy, người ta để ý đó. Rồi mình để một cái sắp lẻ nào đó cặn cho cái túi mình đang đeo á, ví dụ để mình đi taxi hay là đi tàu gì đó mình lấy ra cho tiện, chứ đừng có để luôn còn còn cái sắp lấy ra để vô người ta để ý là một cái hai là xong không kiểm soát được, xong mất này nọ là cái đó cũng may, cũng không may chịu trách nhiệm gì được đâu. Thì đã cái danh một đồ trắng nó về mà trang sức với lại đồ điện tử á thì nó cũng không có cụ thể đâu, nhưng mà sẽ từ một cái phút mà bạn check in hải quan này, khi mà người ta check cái valid của bạn qua cái phần mà kiểm xe lấy lịch, nếu không còn câu hỏi nào nữa thì mình kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn.